Vâng, mến chào quý vị và các bạn. Vừa mới nói chuyện với cả anh Hiệp là hôm nay thế nào ấy, là tôi lại nói nhiều quá. Anh Hiệp bảo là cứ cầm dây chỉ đứng nhìn thôi. Thôi thì video này nhường lời cho anh Hiệp là người phát ngôn của Hợp tác xã Thăng Long đây. Giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đây, giới thiệu với bà con, đây là một tác phẩm sung nha. Đây, một sự gọi là sung túc của đầu xuân. Cây này nếu mà nhìn kỹ nó lại là một gốc hai thân hả anh? Đúng rồi. Huynh như kiểu huynh đệ ấy à? Đúng rồi. Gọi là huynh đệ đồng khoa. À. Huynh đệ đồng khoa quý vị ạ. Nó bảo biểu tượng của tình nghĩa giữa là hai anh em học cùng mái trường. Vâng. Cùng với sự nỗ lực và giúp đỡ lẫn nhau. Như là bạn đồng môn cùng đỗ đạt cao. Đấy, sau này đều trở thành những người tài. Công sức rèn luyện. Đến một cái vị trí gọi là có ảnh hưởng trong xã hội rất nhiều. Cái sung này, những cái đường đây quý vị và các bạn nhìn này. Đây được các người thợ họ uốn nắn, phải nói là lâu lắm rồi đó. Đây là vết uốn nhá, quý vị nhìn thấy chưa? Đấy, mực cảnh nó to ra được như thế này rồi thì phải nói quá là lâu quý vị. Mạnh nhìn này, cái vết cắt mà bây giờ nó vào như thế này. Múc đúng không anh? Rồi, vết cắt nó bằng to như thế này mà nó co thế này. Vâng. Đây là vết cắt đấy, thực tế chắc cái vết cắt này nó phải ở chục năm, cắt rất lâu anh nhỉ, chục năm rồi. Một cây sung, đây, quý vị và các bạn thấy không? Nhìn mặt này cũng là rất đẹp đấy. Bệ trải đều 24 giờ. Rồi, ok, thì là để tôi quay cho quý vị và các bạn chi tiết để quý vị và các bạn ngắm nhá. Bệ này, bệ trước này. Ui, mặt này cũng ác này anh ạ. Nói chung là mặt nào cũng đẹp cái sung này. Đây, cái bệ là bệ của nó, bệ đặc anh em nhé. Vâng. Bệ đặc, không có bệ dễ rồi, bệ đặc này. Dài 1m2 này. 1m2. Bệ đặc 1m2, đo chiều cao nhé. Chiều cao 1m1 này. Tán rộng. Tán rộng của nó là 1m6. 1m6. 6m. Tuyệt vời quý vị nhỉ. Một cây sung. Cái này đấy, như tôi vừa nói những cái video trước đấy. Bây giờ là hợp tác xã là toàn chơi hàng bự thôi. Cây sung rất là đẹp. Đấy quý vị thấy không? Một cây sung to, đây là vết mới cắt này. Chia sẻ cho quý vị và các bạn luôn. Đấy, họ cắt giật, anh em cắt giật thấy không? Nuôi để cắt. Nuôi là để cắt, to nay rồi vẫn cắt. Nhưng mà cắt xong thì nó ra một cái tác phẩm đẹp. Đây, vết cắt này lâu rồi, múp vào này rồi, quý vị thấy không? Cây này đang được anh em bà con hợp tác xã Thăng Long báo giá là bao tiền này? 25 triệu đồng. 25 triệu quý vị ạ. Một cái cây sung đang được uốn nắn, có cái dáng huynh đệ đồng khoa. Đây này, mạnh ở đây là chỗ này mà để một tượng di nặc ngồi đây nha. Đâu đây, một quả sung mà da đỏ. À, đặt ông di nặc ở trên đấy gì, ngồi ở trên đấy gì. À. Trượng cũng ý tưởng cũng hay đấy nhỉ. Đặt một ông di nặc ở đấy đúng không? Cười hơ hớ. Ít nữa sung. Sung sướng. Đúng, sung sướng thật. Tiền tài là cứ vào rồi đúng không anh? Cứ view view. Vâng, 25 triệu tác phẩm sung. Có cái dáng huynh đệ đồng khoa. Quý vị và các bạn có muốn giao lưu thì alo cho anh Hiệp 0399903128. Vâng, tôi xin phép được dừng video ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.